Dạ vâng, xin chào tất cả anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại video của em ngày hôm nay. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục em lên cho anh em rất nhiều dây tín hiệu. Đấy, rất nhiều dây tín hiệu bãi của Nhật anh em nhé. Đấy, từ những cái đầu hoa sen của Nhật này. Đấy, hôm nay là em lên, em mới về được cái đầu này. Đấy, bản này là bản giới hạn anh em nhé, bản này bản giới hạn nhé. Đấy, đầu Hitachi bản giới hạn này. Đấy, em cầm hẳn lên cho anh em nhìn. Đấy, đầu như cái hồ lô ấy anh em. Đấy, đầu như cái hồ lô đây, để em sẽ để vào cái cây quay, xong rồi em quay trực tiếp cho anh em nhìn. Hôm nay lên cho anh em rất nhiều dây nhé, từ dây dây cao cấp có mấy loại, như dòng dây nốt đo kia có mấy loại này. Đấy, dây 6 ly, dây AV, dây Canon, dây bản mini cho âm ly cổ. Đấy, như anh em nào đang đánh những con âm ly đờ nông này. Đấy, đang đánh những con âm ly bãi của Nhật nó sát nhau quá. Đấy thì anh em nên lựa chọn những cái đầu AV nó mini như này thì nó sẽ không bị khó chạm anh em nhé. Đấy, như trên tay em là bộ Hitachi bản dành cho những âm ly cổ, giá chỉ có 320.000 thôi. Đấy, là đã, giá đã bao ship anh em nhé, đã bao ship rồi. Đấy, em sẽ để vào cây em quay cho anh em. Dạ vâng. Đấy thì tiếp tục đây, em chiêm ngưỡng cho anh em chiêm ngưỡng cái đầu AV này, chiêm ngưỡng cái đầu AV của thằng Hitachi này. Đầu này cực kỳ hiếm anh em nhé. Đấy, thì đợt này mãi em mới vừa về xong được có vài cặp thôi, 5-6 cặp thôi, không có nhiều. Đấy, tiếp xúc cực kỳ tốt. Là anh em nhìn ra đầu bãi mà nó trông như mới luôn này. Đấy, đảm bảo không bao giờ khó, rất khó chạm với kể anh em để cạnh nhau. Đấy, cái anh em để cạnh nhau cũng rất là khó chạm. Đấy, bản này là giá 280.000 một cặp anh em nhé, 280.000 một cặp. Đấy, dây Hitachi này, dây Hitachi chống nhỡ cực kỳ tốt cho anh em nào đang bị ù rè sôi tín hiệu. Đây, cải thiện ngay cho em cái cặp Hitachi bản holo rồi. Đấy, em gọi là bản holo. Đấy, ngoài ra những bản thông thường, những bản Hitachi mà anh em đang sử dụng rất là nhiều rồi. Đấy, bản này đợt này em cũng không về được nhiều đâu nhá, 250.000 một cặp. Đấy, chỉ còn có hơn chục cặp thôi, 250.000 một cặp bản ghi nhá, Hitachi ghi. Đấy, bản này thì chắc dây cực kỳ mềm rồi. Đấy, dây cực kỳ mềm. Đấy, thon mềm. Đây, Hitachi. Đấy, ngoài ra anh em nào muốn cao cấp hơn, muốn nâng cấp cái dàn âm thanh cho mình hơn thì tiếp tục hôm nay em lên cho anh em. Bản này chỉ có duy nhất một bản. Đấy, bản AV của Acophay này. Anh em có thể nhìn cái cục chống nhiễu cực kỳ khủng. Cục chống nhiễu cực kỳ khủng luôn. Đấy, em chỉ có duy nhất một cặp. Đấy, nó gồm hai sợi riêng biệt như thế này. Hai sợi riêng biệt như thế này. Đấy, và đầu rắc thì là đầu rắc khóa gen. Carbon khóa gen anh em nhé. Đấy, giá chỉ có nhỉnh hơn 3 triệu một chút thôi. Đấy, nhỉnh 3 triệu một chút. Đấy, đầu khóa gen này. Anh em có thể nhìn. Đấy, đầu rắc zin nguyên bản anh em nhé, zin nguyên bản 100%. Anh em có thể nhìn một bản dây AV Hitachi zin nguyên bản, có cục chống nhiễu đi kèm luôn. Giá 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng. Chỉ có duy nhất một bản thôi anh em nhé. Đấy, cái cục chống nhiễu bên em còn chưa dám bóc ra. Đấy, sợ nó xước khi đến tay các bác sử dụng, sợ nó xước nên là bên em còn chưa dám bóc ra. Đấy, tiện hôm nay em sẽ lên nhanh cho anh em. Ngoài ra anh em nào mà đang muốn cải thiện cái giải cao cho dàn nhà mình, đấy thì hôm nay em có hai cái bản này, một bản AV Blue em nhé, một bản AV Blue. Đấy, đấy, bản Blue này có giá là 1.650.000. Đầu rắc carbon này anh em nhìn này, đầu rắc carbon. Đấy, trên dây có chiều hết anh em nhé, trên dây có chiều hết. Đấy, đầu chiều dao chiều vào âm ly. 1.650.000 bản blue, và đây bản to anh em nhé. Đấy, đây anh em có thể nhìn đếm số lõi của nó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lõi, tất cả 14 lõi dẹt AV dẹt anh em nhé. Đấy, chuyên đánh cho dòng nhạc
đấy, chuyên đánh toàn giải dành cho anh em nào thích nghe nhạc giao hưởng. Đấy, nhạc toàn giải, nhạc saxophone nghe cực kỳ hay, cực kỳ chi tiết và cực kỳ tốt, cực kỳ hay. Đấy, ngoài ra thì anh em đã bản quai này, bản quai bản trắng này, rắc thường anh em nhé, đầu rắc mini bản thường. Đấy, bản quai màu trắng có duy nhất 2 cặp, có duy nhất 2 cặp, giá 550.000, bao ship tận tay anh em. Bản này dài 1 mét anh em nhé, bản này dài 1 mét. Đây, bản blue này cũng dài 1 mét. Bản blue này cũng dài 1 mét. Đấy, ngoài ra anh em nào muốn tham khảo thêm những cái mẫu dây loa, dây loa bản blue cho kia thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, bản blue này đấy, anh em có thể nhìn bản to cực kỳ to. Đấy, nó chỉ ngoài 8 triệu thôi. Ngoài 8 triệu thôi, anh em nào muốn chơi dây loa cao cấp. Đấy, đầu rắc thì đầu rắc bắp chuối răng cưa anh em nhé, đầu rắc bắp chuối răng cưa carbon. Đấy, bản cực kỳ to, giá chỉ ngoài 8 triệu thôi. Anh em nào mà quan tâm đến cái mẫu dây loa bản NotDog này thì liên hệ trực tiếp với em. Có thể mẫu là anh muốn mua dây loa NotDog bản blue anh em nhé. Bộ này thì dài 2m2, bộ này dài 2m2. Đấy, giá thì dao động từ 8 đến 9 triệu thôi anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em. Dao động từ 8 đến 9 triệu thôi. Đấy, ngoài ra cái bản thổ cẩm này, bản thổ cẩm này nữa. Đấy, kể cả ngoài ra có cả bản thổ cẩm này, anh em nhìn này. Bản này thì có duy nhất một bản thôi anh em nhé, duy nhất một bản thôi. Đấy, bộ này thì là dài 1m9, một vế anh em nhé. Một vế loa là có giá dài 1m9. Đấy, có giá chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Đấy, bản thổ cẩm này, duy nhất một bộ, 7 triệu rưỡi. Đấy anh em có thể nhìn. Đấy, tại sao không mà để gập gãy cái dây này, vì nó quá quý, quá quý luôn anh em, quá đẹp. Đấy, ngoài 7 triệu anh em nhá, nót đóc thổ cẩm, anh em nào quan tâm việc trực tiếp đây. Đấy, của Aquafine, duy nhất một bộ, cực kỳ đẹp, màu sắc rắn đen to, loại bản to anh em nhá, to gần bằng con cái của em. Đấy, 3 triệu 2, 3 triệu 2. Đấy, ngoài ra anh em nào mà đang chơi vang số mà cần những dây Canon nó vừa phải tiền, nó chỉ vài trăm ngàn thôi, đấy thì em cũng có luôn những dây Canon của Hitachi. Tuy giá của nó chỉ có 250.000 đồng thôi, nhưng mà chất lượng cực kỳ tốt anh em nhá. Đấy, 250.000 thôi. Anh em nhìn cái chân trồng của nó này. Đấy, 250.000 thôi. Nhưng mà trồng nhẫu cực kỳ tốt, đặc biệt là chất lượng mang đến cho anh em. Giá thành và chất lượng đi lúc nào cũng đi kèm với nhau anh em nhá. Đấy. Ok. Đấy, vừa xong là những cái mẫu dây em lên cho anh em, những dây AV. AV bản holo này, 280 một cặp nhá. Đấy. Các hai đầu Canon được cái giá 250. Đấy, AV bản cổ này giá 320. Đấy, AV bản ghi giá 250 nha anh em nhá. Đấy, AV NotDog bản trắng này. Đấy, có giá là 550.000 một cặp. Đấy, một cặp. Đấy, dài 1 mét hết nha anh em nhá. Đấy, những cái dây 6 ly này. Dây 6 ly dành cho anh em nào chơi mic không dây, có giá là 220.000 một sợi, là 1 mét anh em nhé. Đấy, còn những cái dây AV bản đắt kia, anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916 nhé. Để em xin nhắc lại, 032 8722 916. Anh em có thể kết bạn Zalo số đấy với em nhé. Đấy, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ chi tiết với em. Đấy, em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác nên sử dụng cái gì. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video sau nhé.